Hello everyone, xin chào bà cô chú anh chị em. Hôm nay Tony cũng ở nhà với Jared. Trời ơi, cái cảnh mà Tony quay là biết là bữa nay nó cũng mưa, nó mù cả ngày rồi. Bữa nay Jared cũng không có chưa có hết bệnh nữa, nhưng mà sắp hết rồi. Bữa nay nó cũng nghỉ ở nhà, Tony ở nhà với nó luôn, Tony cũng không có đi làm. Tony có một chút thông báo mới. Nghĩ chắc sau này Tony sẽ đổi qua cái kênh của Tony làm truyền thông, với lại gì nữa đây phải không, với lại phân tích về những chuyện mà nó đang xảy trên mạng. Đại khái mà mấy cái mình kêu YouTube bẩn hồi trước đó, là bây giờ nó có ai đó nữa mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nghĩ chắc Tony cũng hết đề tài làm rồi, chắc sau này Tony sẽ làm về truyền thông, những với lại phân tích về những chuyện mà Tony thấy mấy người nào nói trên mạng đó, hay cái chuyện gì mình thấy trên mạng đó, rồi mình sẽ phân tích ra cái suy nghĩ của mình, chứ mình không biết là phải là sự thật hay là cái gì hết á. Mình chỉ ngồi đó cho ý kiến của mình thôi, nhưng mà mình chỉ làm những gì mình thấy nó đúng thôi. Hy vọng là ông bà cô chú anh chị em thông cảm cho mình một thời gian này. Nếu mà mình không có đề tài gì mình nói nữa là mình sẽ làm như vậy nha. Hôm nay á, thì chiều Tony có gọi anh Lộc, thì có nói chuyện với anh Lộc một chút xíu thôi, có hỏi ảnh có vô được cái chỗ mà cai nghiệm chưa. Thì ảnh trả lời với Tony là giấy tờ làm xong hết rồi, nhưng mà cái chỗ nó đang đông quá, nó chưa có giường cho anh vô anh ở được, thì anh phải đợi nữa mấy bữa nữa, chừng nào anh có anh sẽ gọi lại cho Tony biết. Thì mình nghe cũng mừng, nói hy vọng là anh đừng đi trở lại xuống dưới suối hay đi ra mấy chỗ kia lại. Tại khái vậy, anh nói ảnh sẽ không có làm như vậy đâu. Thì Tony nói là có nhiều người hy vọng là anh Lộc đứng lại được, chứ đừng có làm người ta thất vọng. Tại cũng có nhiều người muốn anh Lộc đừng có đứng như vậy nữa. Thì anh Lộc anh nói anh hiểu mà, thì hy vọng là như vậy thôi. Với đối với Tony, bữa nay Tony có coi một chút xíu cái livestream của NDSCN phải không? Mình nhìn cái mặt mà cái thumbnail mà để hồi trước kia mà mới tới Cali thăm Hằng với chị Hương đó không? Nhìn cái mặt thấy sáng sủa ha. Còn cái mặt mà mình thấy hôm nay bây giờ cái đó không biết là phải là Andy SCN hay là Andy cái gì nữa, Tony cũng không biết nữa. Thì chắc Tony cười với là ông bà cô chú anh chị em hiểu rồi phải không? Thôi nhưng mà cho mình trở lại nói về trước cái vụ anh Lộc trước đi phải không? Thông cảm cho anh Lộc thiệt, như đối với Tony nói rồi phải không? Hy vọng thì Tony cũng là hy vọng vậy thôi. Mỗi lần mà nghe anh nói vậy là Tony mừng, nói thiệt á. Tại vì đối với mấy người như ảnh và không, nó có thể 10 nó 20 lần nữa, mình không biết chừng nào anh đứng lại. Mình chỉ hy vọng là anh sẽ làm được như vậy thôi. Chứ đối với Tony mà nếu mà mình là một người bạn, mình đối xử với anh một người bạn phải không, nếu mà anh thất bại thì Tony cũng không có gì hết. Nếu mà anh làm lại được thì Tony rất mừng cho ảnh, chứ Tony không có yêu cầu gì cho ảnh hay cũng không có đòi hỏi gì đối với ảnh hết á. Để làm sao mà anh làm lại được con người, anh làm được tốt cho cuộc sống của anh, như là Tony mừng lắm rồi. Chứ Tony không có đòi hỏi nhiều với ảnh. Đối với hồi bữa mà Tony chở anh đi ăn rồi rước chở anh về lại cái tiệm của chị của anh á, thì chị của anh cũng thắc mắc lắm, hỏi anh Lộc là Tony là ai, hỏi nhiều lắm. Thì Tony cũng giải thế là Tony là một người chỉ muốn giúp anh Lộc thôi, chứ Tony không có ý gì hết á. Thì cũng nói chuyện với bà một thời gian rồi đem đồ để vô, thì bà cứ hỏi anh Lộc giết bao nhiêu lần rồi không, mà nói lần nào mày cũng thay đổi hết á, mày không có bao giờ thay đổi hết. Thì Tony nghe Tony cũng hiểu được cho bà chị, tại vì Tony hiểu được mà, tại vì Tony có nhiều người bạn mà đã trải qua, gia đình của họ cũng trải qua nhiều thứ như vậy, không phải là hút sắc mượn cờ bạc, đại khái nhiều thứ lắm. Thông cảm được chứ không phải không thông cảm được gì hết. Nhưng mà đối với Tony nhìn cái mặt của anh Lộc, anh thấy anh quê. Đối với người chị của anh là hy vọng thôi, anh sẽ làm được. Thì hôm nay Tony cũng có coi một chút xíu cái livestream của cái người Andy SCN thì nói thôi phải không. Thì từ bữa nay cho Tony làm truyền thông gì phân tích về cái vụ cái Andy này nha. Thì Andy nó nói nó sẽ không trả lời câu hỏi cho anh Lộc, tại vì anh Lộc thấy là Tony ngồi trong xe anh Lộc, nhưng mà cái đó không phải là lời của anh Lộc nói. Nhưng mà bây giờ ngõ nào Andy nó không có trả lời đâu, thấy không? Tony là một người mạnh thường quân, cũng đưa cái text message, cái screenshot là cái tiền đó, Andy nó text lại cho Tony, nó nói làm sao rồi phải không? 200 này cho anh Lộc hay là cho cái quỹ pháp lý của Andy SCN. Mà đến ngày hôm nay mình là một người mạnh thường quân bình thường thôi, mà nó không trả lời được. Thì ông bà cô chú anh chị em ai mà có coi qua cũng biết là con người này ra sao rồi phải không? Họ không có uy tín. Chứ bây giờ Tony nói bao nhiêu lần nữa, họ cũng không trả lời. Vì họ nói muốn anh Lộc nói muốn biết cái gì là hỏi thẳng cho họ. Bây giờ anh Lộc hỏi Tony, bây giờ anh Lộc cũng hỏi cái văn phòng luật sư á, ở đâu. Tại vì anh Lộc cũng thắc mắc lắm, ảnh ra tù mà tại sao Andy nó nói là nó kiếm tham khảo luật sư mà nó cũng không biết. Thì ông bà cô chú anh chị em nó không trả lời là biết cái câu trả lời làm sao rồi phải không? Thì nó không bao giờ tham khảo luật sư gì hết á.
nó lên trên mạng, nó nói vậy, nó hy vọng là nó gom góp được nhiều tiền của ông bà cô chú anh chị em thôi, phải không? Nhưng mà nó có đó, nghĩ là cái tướng của Andy này nó có nói ra không? Nó sẽ nói ra từ lâu rồi mà nó không có. Thì nó như Tony đã nói rồi, không, nó phân tích anh Lộc cũng vậy nữa. Nó nói làm sao? Nó nói nó nghe Tony nói chuyện với anh Lộc, nó hy vọng là anh Lộc làm được, nó mừng cho anh Lộc. Câu trước thì nó nói nó mừng, câu sau nó nói làm sao? Nó nói biết bao nhiêu lần rồi, không? Phải không? 10 lần rồi, 11, 12 lần rồi, có lần nào làm được hay không? Con người của mình là mình muốn giúp người ta, mình không bao giờ nghĩ bao nhiêu lần hết á. Mình chỉ hy vọng, phải không, là họ nói là họ sẽ làm lại một lần nữa. Thì từ đó mình chỉ mừng được là họ nói như vậy thôi, chứ mình đâu có bao giờ mình nghĩ ô họ tấp té ngày 12, ngày 3 làm chi. Nếu mà con người mình có tâm á, mình chỉ cần nghe được hỏi vậy là mình đã đủ mừng rồi, mình không nói thêm. Phải không? Andy SCN con người á, thấy không, mở miệng ra muốn anh Lộc đứng dậy, trong tâm của Andy nó không muốn anh Lộc đứng dậy đâu. Tại nó sợ anh Lộc một ngày nào đó ra mà hỏi lại hết chuyện của nó đó, thì nó phải trả lời lại hết. Tại những gì mà nó làm á, nó không có câu trả lời, tại nó không làm như vậy, phải không? Nó còn nói nữa, phải không? Nó nói là ồ, nó có lý do nữa, tại cái mùa này là mùa đông, phải không? Mấy người ở dưới đó đó, ai cũng muốn lên trên bờ ở hết á, thấy không? Ông bà cô chú anh chị em nghe Tony nói này, phải không? Cái mùa này á, nó có nhiều chỗ cho người, mấy người vô gia cư vô ở lắm. Mùa đông mùa mưa bắt đầu mấy cái nhà thờ này, phải không, mấy cái shelter này nè, nó có nhiều chỗ cho mấy người đó vô để kiếm chỗ ở rồi đi mà bị lạnh quá, chứ không phải như Andy nó nói đâu. Nhưng mà Andy lúc nào nó có cái lý do, nó có mục đích của nó hết á. Thôi nên không muốn nói thêm về cái vấn đề nó, bây giờ cho tôi không nói thêm về cái vụ phân tích về mấy cái kia nữa, phải không? Tại sao mà Andy nó cứ nói về cái bang California, phải không, mấy người vô gia cư ở đây, phải không? Nếu mà nói người vô gia cư phải nói hết, đừng có nói là người Việt Nam không, phải không? Tony coi mấy cái kênh ở bên Texas, Tony thấy cũng nhiều người vô gia cư ở bên Texas lắm, nhiều thành phố gần Andy lắm, mà không an gì nó, phải không? Nó nói hồi đó nó nói thì Tony nghe là ở bên Texas không có người Việt Nam vô gia cư. Nhưng mà thằng con đến đó thấy cũng nhiều lắm, thấy cái nhiều người cũng làm mấy cái đề tài này lắm, phải không? Nhưng mà Andy nó không có để ý, tại biết tại sao không? Không có ai để ý đến nó, nó phải bám theo Hằng, nó phải bám theo chị Hương mới có người coi. Cái lý do mà tại sao nó cứ nói là ồ, nó cứ qua bên tiểu bang Cali, nó nói ở bên này người vô gia cư, mà tiểu bang của nó cũng quá trời người vô gia cư không? Nếu mà ông bà cô chú anh em không tin Tony, phải không? Chỉ bấm lên chữ vô gia cư bên Texas á, hiện tại bây giờ Tony có coi mấy cái document nó nhiều lắm, người Việt Nam, người Mỹ, người Mỹ, nó đành đầy hết tiểu bang luôn. Nhưng mà đen này nó không bao giờ nói tiểu bang của nó. Không biết là nó có biết hay không nữa, hay là nó không muốn biết. Phải không? Nó chỉ bám theo những gì nó được, nó biết được một chút xíu. Có người khán giả coi, tại họ nó cần cái đề tài của chị Hương, nó cần cái đề tài của Hằng. Nếu mà nó không theo như vậy á, nó không có coi, nó làm ơn đi nha. Nếu muốn nói về người vô gia cư là phải nói tiểu bang của mình trước, cái khu mình ở trước đi, rồi đừng có nói cho mấy chỗ kia. Yeah, chứ mình nói lên, mình nói gì mình cũng biết, mình ở bên tiểu bang bên kia, mình nói về tiểu bang California ở đây mà Tony cũng biết về cái vụ vô gia cư bên Texas nữa đó. Nhưng mà Tony đâu có xía vô mấy chuyện đó, tại mấy chỗ đó không phải là mấy chỗ Tony ở, không? Mấy chỗ đó là Andy ở, Andy nên biết điều tra mấy cái chuyện ở bên đó. Chứ điều tra thì không biết cái chuyện gì bên này hết, mà Andy thích xía vô chuyện bên này, tại sao vậy? Tại vì Andy không biết cái gì nữa hết, phải không? Em phải bám theo mấy người này để cho người ta coi. Chứng minh đi cho Andy, đừng có nói là ô người này có view, người nọ có view. Cái đó là cái phân tích của riêng của Tony nha, ông bà coi chiếu anh chị em. Muốn nói thì mấy hôm nay Tony không có coi về cái vụ mà Gia Hân, phải không? Thì mình nghe mỗi ngày nên làm một điều tốt đó, nói cũng mạnh lắm về vụ Andy. Đại khái là Andy giống kỳ này, Andy mập quá, cái mặt Andy giống như mặt heo vậy á. Thì Tony cũng không biết tại sao, những lời của chú cháu gái nó nói mà Tony cũng không hiểu tại sao nó nói nặng như vậy. Thì ra Tony coi lại thì hình như Andy á, nó có nói những lời mà khó nghe lắm. Đối với một người đàn ông mình phải lịch sự một chút xíu, phải không? Mình muốn làm truyền thông gì đó là mình cũng phải lễ phép một chút chứ. Đối với một người phụ nữ mình phải đàng hoàng hơn, mình đừng có nên những lời như vậy, phải không? Dù sao mình cũng một người có vợ rồi, phải không? Nhưng mà Tony cứ suy nghĩ hoài mà tại sao là Andy nó con người của nó thô lỗ như vậy. Thì để cho Tony kể cho ông bà cô chú anh chị em nghe một câu chuyện. Cái này đặt ra là Tony cũng không có bao giờ nghĩ từ lâu lắm rồi, nhưng mà Tony cũng không có bao giờ nói, phải không? Tại vì đối với Tony, Tony thấy nó kỳ kỳ làm sao á, nhưng mà bữa nay Tony sẽ nói. Tại after mà Tony coi cái video của Andy nó nói về Gia Hân á, thì Tony sẽ nói cho ông bà cô chú anh chị em con người của Andy nó ra sao, phải không? Đối với Gia Hân mà nó cũng nói như vậy thì ông bà cô chú anh chị em nghĩ đối với vợ của Andy nó ra sao? Thì cái này là Tony nói những điều mà Tony nói là có sự thật nha, chứ không phải là Tony lên mà nói tầm bậy tầm bạ đâu. Tại cái này Tony biết từ lâu lắm rồi, Tony cũng không có nói gì hết. Đối với Tony, Tony ngạc nhiên thôi, chứ Tony không có nghĩ cái gì hết. Tại vì mình là người đàn ông, mình phải biết lịch sự một chút xíu. Thì trong cái thời gian mà hồi Tony mới quen Andy đó, thì Tony có gọi Andy nói chuyện ở điện thoại cũng 2-3 lần gì đó ban đầu thôi.
Thì lần thứ nhất hình như Tony nói với Andy đang nói về cái chuyện gì đó, thì Andy nó bỏ cái speakerphone, thì đang nói với chuyện với Andy đó, thì Andy nó không, nó đang nói với Tony, nhưng mà vợ của Andy xía vô, phải không? Vợ của Andy nói anh Tony không như vậy vậy á. Xong Andy nó nói như vậy nè, phải không? Nó nói tôi đang nói chuyện với Tony thôi, bà xía vô làm chi vậy hả? Bà làm ơn đừng có xía vô. Trời ơi, Tony nghe Tony còn giật mình nữa. Đối với Tony phải không, cái thứ nhất mình phải tôn trọng vợ của mình một chút xíu đi, phải không? Cái thứ nhì nữa, mình đang nói chuyện với một người mà mới quen thôi, mà mình đối xử với một người, mình nói là người đàn bà, nhưng mà vợ của mình nữa, mình phải at least cũng phải nể hơn một chút xíu chứ. Mình nói một mấy câu như vậy nó khó nghe lắm Andy ơi, phải không? Hồi đó Tony cũng không dám nói với Andy, nhưng mà bây giờ xin cái vụ này nó xảy ra như vậy mà Andy nói chuyện với một người phụ nữ khác như vậy, người ở ngoài á, như Gia Hân vậy, phải không? Mà Andy nói như vậy đó thì Tony giờ cũng giải thích cho Andy nghe, phải không? Andy phải tôn trọng người đàn bà, phải biết tông rồi vợ của mình. Đối với Tony á, phải không? Tony từ ban đầu Tony đã khinh Andy về cái vụ này rồi. Mình là con người, mình là người đàn ông, mình biết lộng trượng một chút. Ý mình vợ của mình nó cứ xía vô nó nói chuyện gì nữa, Andy cũng có cách để nói. Nói em ơi, để nói chuyện với Tony để giải thích cho nghe, chứ không phải kiểu như Andy nói đâu, đừng có xía vô. Tôi đang nói chuyện với Tony mà. Tony nghe cái cách mà Andy nói tôi, phải không? Dưới mình mà đừng có xía vô. Tony nghe thấy được con người của Andy nó làm sao rồi đó. Phải không? Đấy là vợ của mình đó, chứ không phải là người ở ngoài, không phải là người làm. Phải không? Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là họ là một người phụ nữ nữa, mình phải tôn trọng họ một chút xíu chứ. Tony không có, đừng có nói là Tony nói láo nha. Tại cái này nó xảy ra hai lần Tony cũng ngồi đó, Tony cũng ngạc nhiên lắm. Thì từ đó ông bà cô chú anh chị em mới nghĩ đây, nếu mà Andy nó nói chuyện với vợ của nó như vậy rồi á, ông bà cô chú anh chị em nghĩ nó đối xử người đàn bà ra sao? Nếu mà vợ của nó không tôn trọng như vậy rồi đó, ông bà cô chú em nghĩ làm sao? Cái đó là cái những điều mà Tony đặt ra, Tony không biết từ lâu luôn mà Tony không có muốn nói. Nhưng mà bữa nay Tony coi lại cái video mà Tony đối xử với một người đàn bà khác như vậy đó, mình có thể mình phân tích cái chuyện gì hết, nhưng mà cái vấn đề mà họ, cái mặt mũi của họ, họ ra sao chứ, Andy phải đàng hoàng một chút đi nha. Chứ Andy nói ra đó là con người của Andy, con người của Andy thật là một người lưu manh, phải không? Con người không biết tôn trọng người khác. Thì giờ Tony kể cái chuyện đối với Tony cũng không có, Tony thấy mắc cười từ lâu lắm rồi. Tony thấy mắc cỡ cho Andy thiệt á. Là một người đàn ông á, mình nói chuyện với vợ của mình như vậy đó, bây giờ Tony cũng không có gì mà Tony bất ngờ nữa hết á. Tại con người của Andy là một người thô lỗ lắm, Andy biết không? Để Tony nói cho ông bà cô chú anh chị em, cái này là mới là Andy thiệt đó. Đối với vợ của em mà hi còn nói được như vậy đó, Nghĩ là mấy người kia ra sao? Cuối cùng bữa nay cho Tony nói thì Tony có coi một chút xíu cái beginning, cái livestream của Andy. Thì Andy đã nói là Andy là nó sư phụ của Tony, ông là đại tử, đại khái như là Tony là một người phản thầy. Tony nghe mà Tony thấy trong lòng của Tony nó sao sao á, ông bà cô chú anh chị em. Nếu mà Tony nói thiệt ra hết kể câu chuyện mà cái thời gian mà Tony làm video cho Andy á, là cũng như là chắc ông bà cô chú anh chị em khóc giùm cho Tony á, nói thiệt luôn á. Nhưng mà thôi, Tony sao không có nói cái đó. Since Andy nó nói là nó là sư phụ của Tony, cho chị Hương, cho em dùng cái chữ sư phụ với đại tử nữa đi nha. Since Andy nó muốn làm sư phụ của mình á, thì ok, thì Tony nói cho ông bà cô chú anh chị em nghe luôn nha. Đúng, Andy á là nó sư phụ của Tony, Tony là đại tử. Nhưng mà lý do tại sao đại tử nó phản lại sư phụ của mình á, thì ông bà cô chú anh chị em nghe Tony giải thích một chút xíu nha. Hy vọng là Andy nó nghe cho rõ ràng. Sư phụ của mình á, biết là sư phụ tướng gì, thầy của mình á, thầy cái gì, một thầy mất dạy, phải không? Một thầy á là thầy cái gì, thầy tiểu nhân, đúng không? Thầy gì nữa, thầy á, ăn chọn tiền của người ta, thầy câu view, phải không? Thầy ăn cúp công lao của người khác đó. Cái đó là thầy của mình, đó là sư phụ của mình đó. Nghĩ nếu mà mình có một người sư phụ như vậy á, nghĩ là đại tử này bỏ chạy không, ông bà cô chú anh chị em? Đương nhiên rồi, phải không? Thầy này dạy mình nhiều chuyện lắm, nhưng mà toàn là chuyện xấu không, ông bà cô chú anh chị em. Không có chuyện gì tốt quá đâu. Nếu mà chuyện gì tốt chắc là nghĩ là chắc Tony ở lại rồi. Nhưng mà ông sư phụ của này nó thấy ông tiểu nhân lắm, phải không? Đến cái vụ mà cái chuyện của anh Lộc nữa, ông bà cô chú anh chị em nghĩ làm sao? Họ nói rõ ràng như vậy, họ gom góp tiền cho pháp lý cho anh Lộc, không? Họ gom góp tiền cho luật sư cho anh Lộc, mà bây giờ mình chỉ hỏi cái văn phòng luật sư ở đâu á, họ không trả lời luôn, ông bà cô chú anh chị em. Cái đó là sư phụ của mình á. Nhưng mà sư phụ của mình cũng nói vài điều với mình nữa. Bây giờ cho đại tử hỏi sư phụ lại nha. Sư phụ Andy SCN, trong cái thời gian mà đại tử làm cho cái kênh vô gia cư, sư phụ nói
là cái tiền ở của cái kinh vô gia cư của mà Tony làm á, không có bao nhiêu hết, đúng, Tony không có bao giờ biết, cũng Tony không bao giờ hỏi, phải không? Đại tử chỉ nói với sư phụ như vậy nè, phải không? Cái kinh đó sư phụ muốn giải quyết làm sao giải quyết, phải không? Tony vẫn làm tiếp tục cái đó. Tại sao mà đại tử nói như vậy với lại sư phụ? Tại vì sư phụ nói á, cái tiền mà trong cái kinh vô gia cư mà cái thời gian mà Tony làm đến cuối á, sư phụ nói á, là sư phụ sẽ gom góp hết cái tiền đó, phải không, sẽ gửi về Việt Nam để giúp cho mấy đứa mồ côi bên Việt Nam. Sư phụ nói như vậy với đại tử nói đồng ý hết, đại tử sẽ không bao giờ hỏi gì về cái tiền bạc hết, đại tử chỉ hy vọng là sư phụ làm những gì sư phụ nói, đúng không? Giờ ông bà cô chú anh chị em nghĩ lại, sư phụ của mình có nói như vậy với ông bà cô chú anh chị em không? Hình như là Tony nhớ là Andy SCN sư phụ này có nói trên mạng nữa, là trong cái thời gian đó là cái kinh tiền của trong cái kinh vô gia cư, sư phụ sẽ Andy SCN này sẽ lấy, sẽ gom góp gửi về trong cho Việt Nam, để cho gom góp cho mấy đứa cùng một cô ấy bên Việt Nam đó, phải không? Hình như là nói là sẽ gửi cho Soma gì đó, đại khái như vậy. Mà đến ngày hôm nay Tony cũng không bao giờ nghe gì hết. Nhưng mà Tony biết, hy vọng là sư phụ của mình đừng đi ghé mấy cái casino nha sư phụ. Sư phụ làm ơn đưa cái bằng chứng ra cho đại tử thấy đây, là sư phụ là một người, không phải là một người lưu manh, phải không? Không phải là một người đệ tiểu nhân. Nếu mà sư phụ nói là sư phụ gom góp cái tiền trong cái kinh vô gia cư đó gửi về bên Việt Nam cho mấy đứa mồ côi, làm ơn sư phụ đưa bằng chứng ra cho đại tử coi, đưa cho ông bà cô chú anh chị em coi, là mình là một người thầy mà, phải không? Mình là một người thầy đàng hoàng như mình nói mà. Bây giờ đưa cái bằng chứng ra, cái tiền đó trong cái kinh vô gia cư đó Andy SCN đã làm cái gì rồi, phải không? Thôi nó không đòi, thôi chỉ nói những lời gì mà Andy nói, sư phụ của mình nói là cái tiền đó trong cái kinh vô gia cư đó sẽ gom góp gửi về cho bên Việt Nam để giúp mấy đứa nghèo trong mấy đứa mồ côi ở bên Việt Nam. Đến ngày hôm nay á, ông bà cô chú anh chị em có thấy Andy có bao giờ nói cái gì nữa không? Chắc gì về cái vụ tiền bạc đó nữa không? Không bao giờ nhắc, không bao giờ đưa một cái bằng chứng gì hết. Hy vọng là cái tiền đó Andy SCN nó đừng có xài hết rồi nha. Chứ thật ra Tony cũng không có nhớ gì, Tony cũng không muốn nói. Nhưng mà bữa nay mình nghe Andy nó nói mình là một đứa là đại tử mà phản sư phụ, phải không? Thì bữa nay cho đại tử nói về tại sao mình phản. Ông bà cô chú anh chị em thông cảm được cho mình, phải không? Tony đúng là một đứa phản. Giờ đứa phản, đứa đại tử này nó muốn hỏi sư phụ cái tiền mà cái tin vô gia cư mà sư phụ nói là sư phụ đã gom góp gửi về Việt Nam để giúp cho mấy đứa mồ côi đó, đưa cái bằng chứng cho ông bà cô chú anh chị em coi. Hả Andy SCN? Thôi không, để chứng minh là mình một người sư phụ đàng hoàng chứ không phải là một người tiểu nhân nhá. Thôi bữa nay thật là Tony cũng không muốn nói gì hết, nhưng mà bữa nay Tony sẽ đổi qua làm là gì truyền thông như Andy SCN vậy. Mỗi lần mà Andy nó làm cái livestream á, thì Tony sẽ lên sẽ phân tích cho ông bà cô chú anh chị em nghe, cho nó qua ngày chứ không thôi mình nghe đó, mình nghe Andy nói hoài mình thấy cũng buồn cười quá. Ông bà cô chú anh chị em, hy vọng là ông bà cô chú anh chị em hỏi Andy về cái vụ cái tiền mà nó nói đã giúp cho mấy đứa mồ côi nghèo ở bên Việt Nam trong cái kinh vô gia cư đó. Ông bà cô em cũng nhớ mà, nó hứa với là đại tử nó nói là lấy cái tiền đó nó sẽ gửi về hết bên Việt Nam để giúp mấy đứa mồ côi. Mà đến ngày hôm nay đại tử cũng chưa có bao giờ thấy một cái bằng chứng gì hết á. Nghe sư phụ nói nhiều chuyện lắm, chuyện nào sư phụ cũng nói được hết á, mà cuối cùng á không có được cái gì hết, không ai thấy gì được hết. Nhưng mà sư phụ muốn nhận công, phải không? Là sư phụ là một người tốt, thì hy vọng là ông bà cô chú anh chị em hỏi sư phụ của mình giùm á, phải không? Andy SCN á, cái bằng chứng nó ở đâu? Xin chào ông bà cô chú anh chị em.